Có bao giờ bạn nghe tên gọi Gò Vấp chưa? Nó được hình thành khi nào và ở đâu? Sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi viếng thăm sơ lược về nơi này nhé. Gò Vấp, tên gọi thân quen đối với người dân Sài Gòn, vùng đất được khai phá vào những năm cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, thuộc địa bàn Hạnh Thông Tây, Tổng Bình Trị Thượng, huyện Bình Dương, Phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nay là quận Gò Vấp, thuộc thành phố Hồ Chí Minh, là quê hương ông bà nội chúng tôi. Had you ever been to Gò Vấp before? When was established and where? Let's go and have a thorough look at it. Gò Vấp, which was the familiar name for the Saigonians, a desolate area discovered in the end years between the 16th and the beginning of the 17th century, 1698, belonging to Hạnh Thông Tây, Bình Trị Thượng, Canton, Bình Dương Precinct, Tân Bình District, Gia Định Province, is now Gò Vấp District of Ho Chi Minh City, our father's homeland. Dòng Xoài, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre là quê hương ông bà ngoại chúng tôi. Cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là vùng đất sản sinh ra những anh hùng đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi chế độ địa chủ, phong kiến. Dòng Xoài Village, Ba Tri Precinct of Bến Tre Province, is our mother's village. It was also the area in which of revolution tradition, generating heroes to struggle against the landlord and feudal regime from the national liberation. Sự kết hợp giữa hai vùng đất này đã toát lên tinh thần tận tụy, đảm đang, chịu thương, chịu khó. Cả một đời luôn tận tụy vì chồng, vì con. Lúc nào cũng mong muốn làm hết sức tới mức hoàn mỹ của mẹ chúng tôi, như tên gọi của bà, Lê Thị Mỹ. Cũng như tính cách hiện đại, hào phóng của ba chúng tôi, Huỳnh Văn Lắm. The combination of these two areas emerged the dedicated, responsible, hard-working spirit devoting all her life for her husband and children. Our mother has always tried all her best to reach to the perfection like her name, Mỹ Thị Lê, and our father's modern and open-handed characters as well. Thả Lắm Văn Huỳnh. Ông bà nội chúng tôi là Huỳnh Văn Sóc và bà Lê Thị Sảnh. Ông bà ngoại là Lê Văn Phú và bà Hồ Thị Chờ. Cả hai cụ song thân đã mất từ rất lâu rồi. Our paternal grandparents, Sóc Văn Huỳnh and Sảnh Thị Lê. Our maternal grandparents, Phú Văn Lê and Chờ Thị Hồ. They both met the makers long time ago. Khi còn sống, ông bà ngoại từng có dãy phố ngay chợ Ba Tri, cạnh bến xe, chuyên về dịch vụ nấu ăn, có tiệm cơm, hủ tiếu, lò vịt và heo quay. Ông bà luôn tất bật từ 3 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Có lẽ do quá ham công thích việc, nên ông bà đã ra đi sớm ở độ tuổi 48, bỏ lại 3 con nhỏ, cậu 2, dì Tư và mẹ chúng tôi. Người thì 9 tuổi, người thì mới 12 tuổi. Cột mốc cuộc đời của má đã diễn ra từ đó. Our maternal grandparents used to have a parade of eating houses beside Ba Tri Market and a coach station. They were specialized in cooking such dishes as noodle, roast pork, roast duck. The life was the days of hurry from 3 a.m. to 10 p.m. Perhaps they were so workaholic that they left the world at the age of 48, leaving behind 3 children, maternal uncle 2, aunt 4, and our mom. One was 9, the other was 12. It was the milestone that opened to our mom's life since then. Ông bà ngoại mất sớm khi đang học lớp 2, do đó má chúng tôi buộc phải nghỉ học. Đừng nghỉ lớp 2 mà chê nha. Bây giờ bà có thể nhớ và sổ một tràng tiếng Pháp luôn đó. Sau đó, bà tạm sống chung với những người bà con,
nhưng do tính tình thích cuộc sống tự lập ngay khi còn nhỏ nên đã tự thoát ly khỏi cuộc sống gia đình, cứ mang theo người em gái ruột là Lê Thị Ý, mới 9 tuổi. Công việc kiếm sống chủ yếu là buôn gánh, bán bưng khắp các nẻo đường, chợ Xóm Chiếu, Cầu Móng, chợ Bến Thành và chợ cũ Sài Gòn. Her parents went west while she was taking class 2. As a result, she was forced to leave school. Don't suppose just graduate to make fun. She now can't remember St. French words as quick as wind. Lived with her relatives, but she herself released from them soon due to her independent character. Still help her younger sister, Etile, 9 years old. They earn for a living as peddlers around the corners of Sơn Chiếu Market, Cầu Market and the Old Market of Saigon. Mẹ tôi mưu sinh với đủ nghề chân chính, miễn sao có tiền lo cho bản thân và em gái. Từ bán nấm rơm, bán chè, phụ việc ở quán, gánh trái cây sẻ, làm mắm nêm cá cơm, nấu rượu trắng, chăn nuôi gà, heo. Our mom made living with all kinds of little work, provided that she got money for herself, as well as for her younger sister by selling straw mushrooms, sweetened porridge, sliced fresh fruit, salted fish, cooking wine, big husbandry, kitchen maid. Ngày nào buôn bán đắt thì có cơm ăn, ít khách hơn thì ăn cháo, ế thì nhịn đói, uống nước lã thay cơm chịu đựng qua những đêm dài lạnh lẽo. Chờ đến sáng mai lại tiếp tục hành trình cuộc sống mưu sinh đầy gian nan vất vả. Sự đảm đang chịu đựng đã tôi luyện cho bà tính cách chu toàn hoàn hảo, lúc nào cũng muốn lo mọi việc trở nên hoàn mỹ, như tên gọi của bà Lê Thị Mỹ. Bà không muốn làm phiền lòng ai, dù đó là con hay cháu. The day of bad sale, she got rice to eat, and that of bad sale got forest instead. The day of few customers, she abstained from food, drinking water instead of rice, enduring long cold nights until dawn to keep on a miserable and hard trip. Her capability as well as endurance has tempered her profession. She's always expected to be perfect like her name, me, beating us, or profession. She bothered no one, regardless their offspring, grandchildren. Với những ngày tháng mưu sinh với gánh trái cây sẻ từ chợ Xóm Chiếu, Cầu Móng về chợ Bến Thành, mỗi chiều đi bán về ngang qua đường Catinat, giờ là đường Đồng Khởi, trong thời gian dài đã lọt vào tầm ngắm của ba tôi, là thằng Ký trong một hãng giày Bata nổi tiếng thời bấy giờ. Dù ba mẹ đã mất sớm, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, không hiểu nhiều về chuẩn mực đạo đức, nhưng bằng bản năng, lý trí vẫn giữ đức hạnh. Ba tôi chinh phục má với một đám cưới thật hoành tráng, rạng rỡ, toàn những người bạn tầng lớp trí thức. Every afternoon passing the Catina Street after work, now Đồng Khởi Street, day by day, mom fell into our desk sight. A secretary of the Better Shoes firm, a well-known one at the time as well. Although her parents had passed away earlier, not well educated, not understand much about moral standards either, she managed to be a maiden of merit that was conquered by a monumental and brilliant wedding with high-class friends. Ngày cưới của ba má chúng tôi được tổ chức mà không có người thuộc gia quyến bên ngoại, đơn giản vì ông bà ngoại đã hẹn nhau đi du lịch nơi chính suối. Cậu Lê Văn Quý thấy vậy cũng bắt chước theo, thấy ông bà ăn khoai cũng vác mai đi đào. Tuy nhiên, đám cưới vẫn diễn ra trong không khí long trọng, không kém phần lãng mạn như Romeo và Juliet. Sau ngày cưới, má vẫn cưu mang dì tư cho đến ngày dì có mái ấm gia đình riêng. Our parents' wedding day were organized with other participants from Metro relatives, just because her parents had had a date with each other at the Yellow Stream earlier. The eldest Metro uncle, Quý Văn Lê, also irritated them to follow the Việt Minh movement then.
The wedding, however, took place in the formal atmosphere where she graduated from friends and her husband's wife. It was the romantic wedding like Romeo and Juliet. After the wedding, our mother still kept her younger sister until she got married. Dì thì ở đợi cho một gia đình trong xóm. Mẹ tôi phải ở nhờ nhà một đầu nậu kinh doanh nấm rơm. Mỗi sáng sớm thuê quan gánh nấm ra chợ bán, tan chợ về trả tiền vốn, có tiền lời đưa tiền để được phần cơm, ngược lại sẽ nhịn đói. Nhà rất nghèo, cái ăn còn bữa đói bữa no, làm gì có tiền để mua quần áo, guốc hay dép. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Có hôm ra chợ, mẹ tôi nhặt được một đôi guốc dông, một cây chổi cùn mà mẹ tôi mừng cứ như vớ phải vàng. Mẹ tôi chà thật sạch đôi guốc, tung tăng đi qua đi lại ngắm, giống như nàng tắm thử hài trong tích xưa. The younger sister was in the neighbor's services. Our mom had to stay in a straw mushroom barrens. In the early morning, she hired a bamboo frame to take mushrooms to market for sale. After the market was over, she paid up the loans. The surplus was exchanged for rice. On the contrary, she had to be starving herself. It was too poor to buy clothes, wooden shoes, slippers, etc. You can imagine that our mom picked a pair of wooden shoes, a worn-out broom, on the road to market. She was established as she wrapped gold, then she washed them up, put them on, and went forth and back like Miss Thumb, who tried on shoes in an old story. Để giảm chi phí sinh hoạt gia đình, mẹ tôi tự may đồ, cắt hớt tóc cho cả nhà. Đôi khi, nhiều lần, ba tôi ngạc nhiên buộc miệng. Một tá con với hàng trăm việc không tên. Sao tôi không thấy bà làm gì hết vậy cả? Mẹ tôi chỉ mỉm cười hạnh phúc. To cut the cost in familial daily expenses, she made clothes by herself, cut hair for her children. Sometimes, our dad surprisingly asked, "And those are children with her dressed up and named errands? What joys find you doing something?" Our mom just smiled happily. Bà muốn tự tay làm tất cả cho đến khi không nhấc tay lên nổi, chân không bước đi được nữa. Nhưng trong tâm trí của bà, chúng tôi như những chú gà con ngày nào còn lẩn quẩn bên chân mẹ. Những lúc nghỉ ngơi là lúc bà nghĩ về những chú gà con có cuộc sống còn lận đận, khó khăn về thóc lúa ngô. She wants to do all things by herself until neither can she raise her arms up nor take a step on. In her mind, we are like chickens beat about the bush. In rest time, she always thinks about those who are in unsuccessful situation and food, clothing as you are facing with patties. Cereals, maize. Bà sẵn sàng nhịn phần thóc lúa của mình để dành cho những chú gà con còn khốn khó. Đôi khi chúng không hiểu và âu lo khi chứng kiến sự chu toàn hoàn mỹ của bà. Cuộc đời bà là những chuỗi ngày cực khổ vì gia đình. Ngày nay, cha mẹ có một hai con đã như vượt tầm chịu đựng. Nhưng với má, một tiểu đội gà chúng tôi đã là áp lực vô cùng to lớn. Có một dấu ấn động lại trong tôi, dù đông con, đảm đương rất nhiều việc, lo từng bữa ăn, quán xuyến mọi việc nội trợ, nấu ăn, giặt giũ cho khách thuê, dọn phòng, đưa đón con của người thuê nhà đi học, rửa tận dụng lại tem thư để dành dụm từng đồng xu bé nhỏ. Nhưng cứ đúng giờ là có cơm ăn, giờ tắm, giờ ngủ, đúng phóc như in, không bao giờ sai lệch. Thỉnh thoảng ba tôi hay đùa, sao tôi không thấy bà làm gì cả? Sau khi đi làm về, ba tôi chỉ làm mỗi việc, tắm rửa, ăn cơm và chờ đàn con nheo nhóc dạo biển. Đó là lý do tại sao trong nhà của má luôn có một vật bất ly thân, đó là chiếc đồng hồ. She's willing to share her patties, cereals, maize to save money for her skinny chicken who are in misery. They sometimes hardly understand and feel worried about her profession.
Her whole life has been a succession of miserable days for her husband and the chickens. Nowadays, parents who have two children seem to be out of their control. A squad of chickens has never been a great pressure for her. There's a mark striding my mind. Although she has many children, took out lots of parents, peripatetic every meal as well as housework such as cooking, cleaning rooms, washing floor, and picking up the tenants' children to and from school, erasing and reusing affixed stamps to save every penny. We always got right to eat at right time. Our dad sometimes told a joke, "Why don't I see you doing anything?" After work, our dad just did one thing only. That was to take a shower, to have dinner, and to take the chicken around the sea. That was the reason why there was an inseparable thing in the house. It was a clock. Đến giờ, tôi vẫn không thể tưởng tượng được một phụ nữ bình thường, không có kiến thức nuôi dạy con, không được học nữ công gia chánh. Mẹ tôi đảm đương một khối lượng công việc đồ sộ bằng 4 người giúp việc cộng lại. Trong 15 năm nuôi dạy với 12 người con, nhiều nhóc vẫn khôi ngô mũm mĩm. Kim luôn thợ may, cắt tóc cho cả tiểu đội. Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp cho gia đình và luôn cả những người thuê phòng. Phụ giúp ba tôi sắp xếp thư từ, đóng dấu thư. Dù bận rộn là thế, nhưng vẫn chu toàn trách nhiệm một người con dâu với ông bà, nội tôi và các chú, bác. Và không quên tích đức thiện nguyện với chùa chiền. So far, I can't imagine that a normal woman like her, with the knowledge of taking care of babies, not trained to be a good housewife. She managed to take on a load of work, incurred 4 helpers in total. She processed up and kept on 12 neglected children, 9 males and 3 females, with good looking, chubby, going to market, cooking, washing, cleaning for her house and for the tenants, being a barber for a squad of chickens, supporting our dad with stamping meals. Regardless, she still fulfilled her obligation as a daughter-in-law to our grandparents, uncles, but not failed to accumulate good works to pagodas. Trong thời Pháp thuộc, ba tôi làm thư ký hạng giày ba ta của Pháp. Tại Sài Gòn, ông nói tiếng Pháp như gió vậy nha. Sau đó, ông gia nhập quân đội, cấp bậc thượng sĩ với chức danh bưu tín viên thuộc trường truyền tin Vũng Tàu và lập nghiệp từ năm 1959. Từ đó, anh em chúng tôi có quốc tịch thứ hai là thị xã Vũng Tàu. Đó là vùng bán đảo được nối liền với Sài Gòn và con đường huyết mạch duy nhất là cầu Cỏ Mây. Vùng biển nhỏ hơn Vịnh nên được gọi là Vũng. Nơi đó tàu thuyền ngư dân neo đậu sau những chuyến ra khơi đánh bắt nên có tên gọi là Vũng Tàu. During the French domination, a father works as the secretary for the French leather shoes firm and the Americans later in Saigon. He spoke French as quick as wind. Then he joined into the army and worked as a postman of master sergeant in rank at the signals transmission headquarters of Vũng Tàu town and set himself in business since 1959. From then on, our chickens got the second nationality, Vũng Tàu town, which is the peninsula connected to Saigon via the unique blood vessel road, the Cỏ Mây Bridge. The Sichon, which is smaller than a bay, is Con Phung, where fishing boats anchor after the fishing time, so it's got the name Vũng Tàu. Còn nhớ khi xưa, mỗi lần ba đi làm về đều chở thêm một bao bố, bự chà bá, thư, từ của dân chúng gửi qua quân bưu. Anh em chúng tôi thay nhau đóng dấu mệt xỉu trên từng phong bì, giống như anh Hề sạc lô, để sáng mai gửi đi các tỉnh thành thuộc miền Nam. Và những ngày cuối tuần, ba chở cả nhà chúng tôi đi picnic đây đó. Nhìn ba má mà chúng tôi như một đàn gà con, vì khi đó anh em chúng tôi còn nhỏ, phần lớn là học sinh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, ông làm nhân viên công ty điện lực,
nghỉ hưu và mất năm 1985 vì bệnh tim. Remembering the time when getting home from work, he rode a motorbike with a giant sack of meals on which our sibling took turns to stand in a death faint, like a clown in the film Charlie Chaplin, sent them out to provinces the next morning. He drove us all on a picnic here and there at weekends. Our parents and us looked like a flock of chickens, as we were mostly learners. After the South Vietnam completely emancipated in 1975, our dad worked for the Vung Tau Electricity Company, retired and popped off on a cow of heart disease in 1985. Khi lớn lên, đàn gà chúng tôi, những ai đủ lông đủ cánh đều có trách nhiệm gánh vác tổ ấm của mình, làm đủ mọi việc để mưu sinh. Vì thời đó, điều kiện sống rất thiếu thốn, thóc lúa độn đủ loại tạp chất, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nếm đủ. Mỗi chú phân tán đi các vùng lân cận tập lập nghiệp, từ rạo dậu quanh vườn Vũng Tàu, Bà Rịa, cho đến Úc, Mỹ. Hàng năm, mỗi khi xuân về, đàn gà lại tập hợp về mái ấm Vũng Tàu thân yêu. Nơi đó, mẹ chúng tôi là cây đại thụ, luôn che chở cho những chú gà. Dù chú nào lông cánh cũng sơ xác bạc phơ, chú gà cồ đầu đàn đã ở độ tuổi U80, chú gà tre bé tí cũng đã U60. Vậy mới thấy giá trị của cây đại thụ có ý nghĩa lớn lao như thế nào. When grown up, the chickens who were mature enough were responsible for taking charge of their home, leaving surrounding hatches to set up their business from Vung Tau, Bà Rịa to Australia and the United States, doing all kinds of work to earn for a living, since the living conditions were very difficult at the time. Rice was stuffed with various alternatives that we almost taste them up every day. Yearly, when the spring comes, the chickens reunite at the beloved Vung Tau home, where our mother is a great aunt Audrey, willing to sheave the chicken and grandchickens whose feather, hair, and beard are white. The eldest brother is under ID. The youngest son is under 60. How significant the tree is. Là người mẹ chỉ biết hy sinh và cho đi. Ba tôi mất sớm, không để lại tài sản gì quý giá ngoài một căn nhà đang ở. Muốn giúp con cái giải quyết khó khăn mà bà đã bán nhà nhiều lần. Từ một căn nhà phố rộng rãi, thơ mộng với đủ loại cây ăn trái, xuống nhỏ dần, giờ chỉ còn vỏn vẹn 16.5 m². Our mom is the one who is lonely to sacrifice and to give away. Our dad popped off early, leaving nothing except the house we stayed in. To settle difficulties in life, mom sold her house several times from the last one with fruit trees such as coconut, mango, strepo, lonyan, legume, plum, star fruit, paper flower, guava, popolo, to a smaller and smaller one. Now just 16.5 square meters, but unpossessive. Tôi rất hiểu phương châm sống của mẹ tôi. Bà thiếu tình thương từ thuở bé. Vào những năm 30, dưới quê còn sơ khai, nghèo nàn lắm, nên ít có bàn tay nào chìa ra giúp đỡ hay cho một bữa cơm miễn phí. Cuộc đời với bao nỗi vất vả, bị lừa dối, giả tạo, tự lực để mưu sinh, nên bà rất trân trọng sự chân tình, sự quan tâm. Nếu thương bà, mọi người chỉ cần với tất cả tấm lòng đến thăm, được bà chia sẻ, kể chuyện ký ức xưa và được hoài niệm là bà hạnh phúc lắm. Đừng quà cáp gì cả, vì chỉ làm bà thêm nặng lòng, cảm giác mắc nợ, cảm giác mang nợ.
we now thoroughly our mom's guideline. In the 1930s, her homeland in the countryside was so wild and poor that there was no one who held out his hands to help or give a meal free of charge. Her life was full of hardness, tricks, deceitfulness, standing on her feet to earn for a living. So, she respects heartiness, attention. She lacked of love since her childhood. In case of loving her, just come to her with your full heartness. Be shared and return about her our memory. If so, she will be so happy. Don't bring gifts with you for her, as this makes her feel deeply and depthy. Hiện bà đã ngoài 90, mắt mờ, tay lãng, chân rung, lưng còng, nhưng chưa bao giờ muốn gây phiền hà cho con cháu. Bà vẫn cố gắng tự lo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cơm nước, nấu nướng và tự giặt giũ. Presently, she's being out of 90 with blurred vision, hard hearing, trembling legs, curved back. Never does she want to bother the chickens. She's still trying to take care of her daily routine, such as cooking, washing, cleaning. Cái tuổi bà có quyền nhận sự quan tâm chăm sóc của các con, cháu, nhưng bà hạn chế nhiều nhất có thể. Bà không bao giờ muốn làm phiền bất kỳ ai, ngoài chi phí ban đầu. Bác sĩ khám bệnh được bà tặng thêm bằng những gói cá khô, sô-cô-la hay salon bát. Đêm hôm ngủ một mình với nhiều nỗi lo sợ, nhưng bà vẫn không để các con phải luân phiên bên cạnh chăm sóc mình. Bà nghĩ đang yên ấm với vợ con lại lên ngủ với một bà già, nằm đất đau lưng không yên giấc. Có lẽ sự thương cảm hy sinh to lớn hơn nỗi sợ. With her age, she has the right to receive her chickens as well as grandchickens' support. But she reduces as much as she can because she wants to bother no one. Apart from initial cost on checking up, she often gives doctors with some packages of dried fish, chocolate, salopas to show her gratefulness to them. She stays in bed alone, is anxious for many things every night now, but she doesn't want to let the chicken take turn to stay for taking care of her. She thinks the chicken is staying in bed with his wife and children. Now, to lie on the ground getting pain on his back with restless sleep just to be with a woman is unacceptable. Perhaps her sacrifice and commiseration are larger than fear. Những tai nạn té ngã đã xảy ra biết bao nhiêu lần, nhưng nhờ phước đức to lớn, bà đã vượt qua tất cả. Biết vậy, nhưng má không cho bất cứ chú gà nào có cơ hội chăm sóc cho má. Nếu có, má cũng cảm thấy ái ngại, không tự nhiên khi có cảm giác được phục vụ, khiến má cảm thấy khó chịu. Vì cả đời người gần một thế kỷ, má không có diễm phúc để được thụ hưởng điều đó. How many incidents of falling down unluckily happened to her, but she could be able to overcome due to her blessings. Despite this, there's no one has the opportunity to take care of her. If yes, she feels afraid of, feels uncomfortable just because she is taken care of constantly, making her feel uncomfortable, as nearly her whole life hasn't got a felicity to enjoy. Theo quy luật sinh lão bệnh tử, chúng tôi làm video clip này nhằm ôm lại vài nét chính về ba má cũng như về tổ ấm chúng tôi, nhằm nhắn nhủ đến thế hệ sau hiểu rõ hơn về tổ tiên của mình. Cây có cội, nước có nguồn. Dù cây có như thế nào, nước có ra sao, tất cả đều tuân theo quy luật uống nước nhớ nguồn. Là con người phải hiểu rõ nguồn gốc, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. According to the rule of birth, outer sickness and death, this video clip is made to reveal some features of our family in order to prepare the next generation with understanding more about their ancestor. The tree has its roots and the water has its source. No matter what the tree is,
no matter what the water is. It all applies to the rule. When you eat a fruit, think of the man who planted the tree. As human beings, you must know your origin, ancestors, grandparents, and parents. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói mà mẹ tôi đã kể của ba tôi trước khi mất. Dù còn lưu luyến, nhưng khi tôi mất, bà nên đi bước nữa. Có một ký ức tôi luôn thắc mắc vào cái tuổi lên chín, đến khi sau này đã có gia đình riêng mới được mẹ tôi giải đáp. Cứ mỗi đầu xuân vào ngày mùng 1 Tết, tôi lại nhìn thấy ba mẹ tôi nằm bên nhau cả buổi. Hình ảnh này cứ đều đặn được lặp lại trong nhiều năm và được trả lời. Ba mẹ nói đầu năm cũng nằm bên nhau để suốt năm được hạnh phúc bên nhau. Như vậy, điều gì ở mẹ tôi có sức hút ba tôi như thế với một người phụ nữ với mức bình thường như vậy? Chỉ mới qua lớp vỡ lòng, không cha mẹ, không nhà cửa, không kinh nghiệm sống, không giao tiếp xã hội. Không và không, nhưng... I still remember forever the words my mom has said before our dad passed away. Inspired being a tester. You should go ahead and take a step more after I go to West, he said. There was a memory I always wondered at the age of 9 until I got married. Afterward, I got her explanation that when the spring came on the first day of the new year, I found Dad and Mom lying next to each other all day, with image steadily repeated in years, and was replied, "Your dad said lying next to each other on the first of the new year to be happy all year long." Chúng tôi có một gia đình lớn gồm ba má, chín anh em trai và ba chị em gái. Năm 1975, trong một rủi ro, chẳng may người con trai thứ 12 đã ra đi mãi mãi khi 16 tuổi. Ba chúng tôi mất năm 1985 vì bệnh tim. Già cồ đầu đàn, biệt danh là thầy ba, Huỳnh Văn Lạc. Chị Tư, lão Phật gia, Huỳnh Thị Lệ Mai. Gà nòi, ngũ ca ca, Huỳnh Văn Hậu. Gà nòi, Huỳnh Văn Thuận và Huỳnh Văn Thảo. Gà nòi sư đệ, Huỳnh Phước Tuy. Chị Chín A Phò, Huỳnh Thị Thu Hiền. Gà nòi, em bé Linh Xô, Huỳnh Thanh Sơn.
gà nòi, ông già ba mi sang, Huỳnh Thanh Hải. Gà nòi thứ 12, Huỳnh Chí Công. Chị chuột, Huỳnh Thị Thanh Tâm. Gà tre nhỏ, Huỳnh Hưng Thạnh. Also, we've got a big family, including parents, 9 brothers and 3 sisters, and lots of descendants. The 12th brother unfortunately passed away at the age of 16 in 1978, namely, the head every big cock, nicknamed Thầy Ba, là Văn Huyền. Sister 4, nicknamed Lão Phật Gia. Lão Phật Gia, or Lão Bà Bà. Lễ Mai Thị Huỳnh. Cock 5, nickname. Ngủ cả cả. Hậu Văn Huỳnh. Cock 6 and 7, twin. Thuận Văn Huỳnh and Thảo Văn Huỳnh. Cock 8, nicknamed Sư Đệ Tuy Phước Huỳnh. Sister 9, nickname A4. Thu Hiền Thị Huỳnh. Cock 10. Nickname The Soviet Union Kid, Sơn Thanh Huỳnh. Cock 11, nickname Ông già 36. Cò Robert, Hải Thanh Huỳnh. Cock 12, passed away, Công Chí Huỳnh. Marchioness 13, nickname Chuột, Thanh Tâm Thị Huỳnh. And the youngest bamboo cock 14, nickname Nhỏ, Thanh Hưng Huỳnh. Tất cả cũng vì thương con, không muốn con cực khổ vì mình. Tài sản lớn nhất bà để lại cho đàn gà chúng tôi không phải thóc lúa đầy bồ ruộng vườn, cò bay thẳng cánh, mà là con đường Phật Pháp, triết lý nhà Phật. Vì vậy, chúng tôi ít nhiều cũng hiểu về Phật Pháp, nên hầu như giữa chúng tôi không hề có sự ganh tị, hơn thua, đấu đá, tranh giành quyền lợi cho bản thân. Ba má chúng tôi đều một lòng tin tưởng vào Phật Pháp và hết lòng hoạt động Phật sự. Năm 1972, Thượng Tọa Thích Giác Nhiên đã cấp bằng Tam Bảo Công Đức cho má chúng tôi để ghi nhận sự đóng góp công lao và sự cống hiến với tư cách là người Phật tử.
For the mother, the chickens are above all. She doesn't want them to be miserable. The credit property she leaves for us is neither cereals in full baskets nor lands of lying Stockholm straight. It's the Buddhism way, Buddhism philosophy, to which our chicken comprehend more or less. So there's no envy, win or lose. Struggling for something for oneself. Our parents trust in Buddhist philosophy and support for Buddhism activities with all the heart. Superior monk Thich Nhat Hanh granted a free refuge certificate to certify their contribution as the Buddhist rose in 1972. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Khi làm video clip này, má đã 93 tuổi. Nhưng sao? Má vẫn có sức khỏe an bình, là ngôi sao sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để đàn gà định hướng đi theo. On making this video clip, our mother is 93 years old, hoping that she got good health, peace in mind, being a bright star, a firm mental base on which our chickens follow up ourselves. Yên giấc mẹ hình vui sương biên bao thương con quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ một sương hai năm cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền miên trên bao sóng làng.